mang pa chang sa tham ma phê ring na yên cha kai yang su tan cha ban thang a phi tham ma cham mang a ko ta yan to cha tu sak cha dan dang pa po tha ne ye parisa ma che phạm thiên vẫn noãn Phật nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc trả ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con kính nhường mic lại cho chú. Dạ, cảm ơn Quỳnh Sách Ngộ. Xin chào chị Nhật Quỳnh, con kính lễ sư trí đức, quý sư trung đức tăng ni và quý anh chị. Không biết có nghe rõ. Dạ, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Nguyên Tuệ, cảm ơn Phan Hiền. Để bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp ngày hôm nay, chúng xin như thường lệ thì xin tất cả cùng lắng tâm thanh tịnh để chúng đọc phần bài lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavang Tang Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangang Namami. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng là thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài đã bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, bài đàm luận Phật pháp hôm nay chúng tôi sẽ trình bày và chia sẻ về cái chương cuối, chương 24 trong cuốn sách Tỉnh thức trước cái chết và bệnh tật của ngài Tỳ Kheo La Dô. Thì cuốn sách này có 24 chương, trong gần hơn một năm qua thì chúng tôi cố gắng dịch từng chương và đọc và chia sẻ trong room này mỗi tuần. Thì đây là có thể nó là một cái chuỗi bài nói chuyện dài nhất ở trong cái hơn 10 năm mà chúng tôi có cộng tác và đóng góp vào trong sinh hoạt của room Phật giáo Nam truyền. Thì hôm nay thật là không có nhiều cái hình ảnh minh họa, bởi vì sự thảo luận hay trình bày của sư Analayo
là nằm ở trong một hai cái bài kinh ngắn gọn. Một cái bài kinh lấy ở trong phần tăng nhất A Hàm của Hán Tạng, mà hai cái bài kinh tương đương trong tăng chi bộ của Tạng Pali. Hai cái bài kinh tương đương đó thì Đức Phật có nói về làm sao chúng ta phải lúc nào cũng phải có ý thức về cái chết, bởi vì sanh lão bệnh tử và cái chết là một cái điều hiển nhiên. Chúng ta không có phải là bi quan, nhưng mà nó là một sự thật. Không có phải muốn tránh, chúng ta phải có cái can đảm và phải nhìn nhận nhận thức như vậy, bởi vì trước sau thì ai cũng chết. Có sinh rồi có diệt. Không có thể, có cái điều mình không có biết được chắc chắn là mình không biết chết cách nào. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật có nói thêm là chúng ta không biết chết cách nào, không biết chết lúc nào, mà cũng không biết chết tại đâu. Rất là khó, nhất là những người phàm nhân như chúng tôi. Nói ra cái điều đó, mình có thể mà chết lúc bây giờ, đang nói chuyện rồi cái bị một cái động não, bị một cái bệnh gì đó làm ngưng không mạch máu, hoặc cái trái tim ngừng đập là mình chết. Bởi vì trái tim của chúng ta là bắt đầu từ khi chúng ta hình thành ở trong bụng mẹ cho tới bây giờ đập liên tục, không có bộ máy nào mà kỳ diệu như vậy, và nó cũng tới một cái lúc nào đó nó cũng sẽ bệnh hoạn. Nó suy yếu rồi có thể là ngưng hoạt động là mình chết. Thì mình không biết chết lúc nào. Chúng ta thường hay nói là nhiều khi nói chuyện với nhau rồi bước ra khỏi cửa là xe tông chết. Đó là cái trường hợp mà có nhiều ở những quốc gia, những thành phố có nhiều xe cộ chạy, mình thấy rõ. Mà cái chuyện đó không phải là mình nói ở trên lý thuyết, mà mình thấy những lúc mình bình tâm mình nhìn lại chung quanh, rồi mình xem xét cái thông tin trên báo chí, mình thấy rõ ràng như vậy, không biết, bất ngờ lắm. Có những cái chết bất ngờ. Nhưng mà đôi khi cái tâm lý của mình là trốn chạy, mình không muốn nghĩ tới. Hoặc là mình tìm cách bào chữa, ngụy biện. Mình nói rằng là có đó có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra cho ai? Cho người khác kìa. Chứ không có, chắc là không có xảy ra cho mình. Hoặc là không xảy ra cho những người thân yêu, những người bạn bè, hoặc là bà con, họ hàng của mình. Mình cứ nghĩ để mình bào chữa. Hoặc là mình không muốn đi đấy, mình nói chối nói làm chi, nghe ghê sợ, nghe buồn rầu. Thôi, mình nói chuyện vui vẻ hơn. Tức là hình thức là mình trốn tránh. Hoặc là đôi khi mình có cái ảo tưởng, mình nói là mình bây giờ tu tập tốt rồi, thì có lẽ là mình chết ở trong chánh niệm, không có xảy ra ngay lập tức. Nhưng mà các anh chị nhìn lại, nhất là thật sự ra là nhất là những người Việt chúng ta, hoặc là những người Việt mà lớn tuổi, cỡ tuổi chúng tôi, hoặc là lớn hơn, sanh ra và lớn lên trong gian chiến tranh, mình thấy có rất có nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. Nhiều khi cha mẹ phải làm đám tang cho con, chứ không phải đợi tới 100 năm, 100 tuổi rồi mới chết. Mình thấy rõ vậy. Nhiều khi những người lớn, những người phải làm đám tang cho những người trẻ. Rồi mình thấy có những ngay cả xảy ra ngay trong cái những người bà con ở trong gia đình họ hàng chúng tôi nữa. Có người thì mới vừa hình thành ở trong bụng mẹ thì đã chết rồi, gọi là sảy thai. Rồi có người thì có bé thì mới vừa ra khỏi lòng mẹ là chết. Có người bé thì khoảng 1 tuổi, 2 tuổi rồi nằm ngủ rồi chết. Mình thấy không phải là bệnh hoạn gì hết, khi ngưng thở coi như là hết cái tuổi thọ. Mình thấy, và bây giờ chúng tôi thì gần 70 tuổi rồi thì bắt đầu suy yếu rồi. Chúng tôi hay nói là đây là thuộc cái thế hệ mà như hồi nãy anh nói là nằm ở trong lớn lên trong thời chiến tranh thì ăn uống thiếu thốn, bị nhiều cái khủng hoảng về vật chất cũng như khủng hoảng về tinh thần mọi nơi, không chứ không phải nói riêng ở một cái vùng miền nào hết. Chúng ta bình là mình nhìn vậy để có cái nhìn thông cảm. Rồi mình thấy như chẳng hạn 2 tháng vừa qua thì đã có 2-3 cái tin bạn bè cũ cùng tuổi với mình đã qua đời. Rồi ngày hôm qua thì liên hệ được với một người bạn thân
ở Sài Gòn thì bây giờ anh ta bệnh hoạn đủ thứ chuyện. Mình thấy và nghe cái bản thân mình cũng vậy. Là thấy đây là một cái chuyện mà mình phải có một cái nhìn khách quan và phải chấp nhận cái sự thật đó. Một cái sự thật mà nhiều khi mình không có muốn chấp nhận. Đó là cái lý do mà chúng tôi đọc hoặc là chia sẻ nhiều về về cái chết, và cũng thấy mình cũng 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 có thấy có một hơi một điều vui là các vị cao tăng như ngài Anala-yo hoặc là ngài Thiền Khư Bodhi, ngài nói trong những cái phỏng vấn, ngài nói các ngài quán tưởng về cái chết thường xuyên thôi. Mặc dù khi mà mình gặp các ngài hoặc là đọc nhìn nhìn các ngài giảng ở trên YouTube hoặc là nghe băng giảng thì mình thấy các ngài rất là vui vẻ, hài hước, ngay cả Ajahn Brahm cũng vậy, hài hước vui tươi lắm, nhưng mà các ngài vẫn nghĩ tới cái đó. Bởi vì khi mà nghĩ tới cái đó một cách bình thản theo lời Phật dạy rồi thì mình thấy mình sống có ý nghĩa và mình sống vui tươi hơn, mình sống bình an hơn, mình thấy mình không có chạy trốn. Thì đó là cái ý tưởng và cũng là lý do tại sao mà chúng tôi cố gắng đọc, dịch ra và chia sẻ. Khi mình đọc, mình dịch ra hoặc là để trình bày ở trong room này thì đó là một hình thức, nó bắt buộc mình giống như làm bài tập vậy. Khi học trò đi học làm bài tập thì mới hiểu được bài, hiểu được những cái đề tài mà thầy giáo chỉ dẫn để giảng dạy ở trong trường. Khi về nhà mình làm bài tập mình phải động não, rất chỉ mình chỉ nghe giảng suông thì rồi cái mình quên, mình không có thấm, tự mình phải động não. Thì ra cái hình thức chúng tôi chia sẻ như vậy là thật sự ra không phải để giảng dạy hay là chỉ dạy người khác, mà để cho mình học. Một cái lý do, một cái động cơ thôi thúc mình phải đọc, đọc đi đọc lại, đọc cho hiểu, rồi mình phải dịch dịch ra, động não dịch làm sao cho nó suôn sẻ, cho nó thoát được cái ý của, lột được cái ý của tác giả. Và đồng thời cũng là cái dịp để mà mình học thêm tiếng Anh, trau dồi thêm từ vựng tiếng Anh cũng như tiếng Việt nữa. Nhất là những bây giờ mấy năm gần đây thì chúng tôi thấy cái bộ não của mình bắt đầu có vấn đề rồi. Nhiều khi mình không nghĩ không ra một từ tương đương Việt Anh như thế nào, mình không nghĩ ra được, mất một thời gian nó lâu hơn ngày xưa để mà mình nghĩ ra mình viết. Thành thử ra cũng là hình thức để mình giúp cho cái bộ mặt não của chính mình nó hoạt động. Mình học thì ra cái lý do đầu tiên, cái động cơ đầu tiên mà chúng tôi trình bày như thế này không phải chỉ để chỉ dạy người khác, không dám có cái ý tưởng đó, mà để chia sẻ. Và đồng thời cái lý do chính là để cho mình học hỏi thêm, để cho mình tìm hiểu suy tư thêm. Và chúng tôi thấy làm rút tỉa được rất nhiều bài học qua cái loạt bài nói chuyện chia sẻ về bệnh tật và cái chết này. Bởi vì bây giờ là bệnh tật thường xuyên, đau đớn ở trong người lúc nào cũng có một cái đau, không có đau ở chỗ này thì đau ở chỗ kia, không có đau khớp xương thì đau ở bụng, không có đau bụng thì đau ở tim, không có đau ở tim thì đau con mắt, đau cái mũi, đủ thứ. Ra mặc dù một ngày bây giờ là uống năm sáu thứ thuốc. Hôm qua nói chuyện với ngạn mà chúng tôi mới vừa nói thì anh ấy nói rằng một ngày anh uống gần 20 viên thuốc, đủ loại thuốc. Ra mình thông cảm chuyện đó. Và trong room này có anh chị nào lớn tuổi trên 50 là thấy rõ như vậy, bắt đầu có vấn đề. Mình thấy để mình không trốn tránh, mình thấy để mà mình có một cái nhìn nhìn khách quan cân bằng, rồi để mình biết tận dụng được cái thời gian còn lại chỗ mình, cái thời gian của mình. Bởi vì thời gian trôi rất nhanh, như nãy chúng tôi nói nhìn lại là đã sinh hoạt trong cái room Phật giáo năm này hơn 10 năm rồi, chứ đâu có tưởng như mới ngày hôm qua thôi mà nhìn lại như vậy. Cũng như hôm qua chúng tôi có chat ở trên Facebook với lại một người bạn trẻ, thật sự ra là chắc bây giờ không còn trẻ nữa, có thể là cô ấy cũng trên có thể cũng trên 30, có thể gần 40 rồi. Mà ngày xưa thì là cô gái trẻ có đi hành thiền rồi có chụp hình gửi qua cho chúng tôi
Tôi liên lạc để tôi chúng ta xin lại những cái hình cũ, bởi vì chỉ còn những tấm hình cũ đó có cái chụp bác Phạm Kim Khánh. Bây giờ chúng tôi muốn tìm lại hình của phát bác Phạm Kim Khánh để phổ biến thì không có. Nhớ lại cô ấy ngày xưa có gửi qua cho mà bây giờ tìm không ra, nên thử ra phải liên lạc trở lại thì mình thấy có chỉ có cái hình nhỏ thôi mà cái cô và bây giờ thì có cô ấy đã lập gia đình và có 2 3 đứa con rồi. Mình thấy rõ ràng như vậy, nhìn thấy thời gian trôi rất nhanh. Và trở lại vấn đề là cái mỗi không còn nhiều, chúng ta hay nói chuyện có một bước đi mỗi một ngày vậy là một cái bước tiếp, mình thấy rõ và hy vọng sống tới 80 tuổi. À, bây giờ tôi 67, 68 tuổi thì qua một năm mới cái mình thấy là thêm một bước nữa, mình tính ra qua một ngày trôi qua là coi như một bước tiến gần tới tới cửa tử. Có nhiều người thấy vậy vậy sợ, nhưng mà mình phải hiểu thôi chứ không có cái đường lối trốn tránh nào khác. Người ta tìm cái là mình có cái can đảm và có một cái sự bình tĩnh diện để mà đối diện với vấn đề. Giờ tại tôi ngồi cuốn sách bây giờ thì trong cái hình đầu thì mà chúng ta nhìn lại cái dàn dàn bài của cuốn sách, cái nội dung của cuốn sách. Có ai để chúng tôi đưa vào trong cái link, nhiều khi link vào đây thì nó bị rớt tay đó. Thì có trong cuốn sách thì chúng tôi nói có 24 chương, ngài Analayo chia làm 2 phần bằng nhau, tức là 2 phần đều quan trọng hết, từ chương 1 cái chương 12, tức là 12 chương đầu là phân nửa cuốn sách nói về bệnh tật. Thì đừng có quên là ai cũng bệnh, không có ai mà không bệnh, những người lực sĩ rồi này kia cũng bệnh đủ thứ. Chúng tôi ở đây quen có những em rất chạy chạy bộ rất giỏi hoặc đi xe đạp có thể chạy bộ 30 km, có dự những cái cuộc thi đấu vậy. Nhưng mà rồi cũng bệnh, không có bệnh này bệnh kia, mình thấy cái cơ thể mình nó không có siêu việt đâu, nó bị những con vi trùng những con này nó tấn công tàn phá, hoặc là trở trời thay đổi thời tiết, hoặc là thay đổi nơi ăn nơi 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 nơi, nơi trú ngụ, hoặc là đi chơi xa này nọ, cũng ảnh hưởng hết á. Ảnh hưởng mà thấy cái bệnh nó xảy ra thường xuyên. Nhưng mà khi mình bệnh rồi thì mình làm gì ngoài cái vị bác sĩ uống thuốc chẩn bệnh, thì mình phản bệnh cái tâm của mình, cái tâm cái phản ứng của tâm những cơn bệnh, những cái sự đau đớn như thế nào mình cần phải rồi. Rồi 12 chương tiếp, tức là từ chương 13 tới chương 24 thì nói về cái chết. Nói như vậy để mà những anh chị nào không có theo dõi thường xuyên thì hiểu, tại mà nhiều khi không hiểu hiểu lầm. Nói rằng tại sao chúng tôi cứ bi quan nói về cái chết, cái chết, cái chết. Thật sự là bởi vì 12 chương cuối này là nói về chết. Nói về những cái đề tài, những cái khía cạnh khác nhau mà chúng ta biết để chúng ta rút tỉa học tập. Bởi vì cuối cùng rồi thì dầu muốn dầu không, không thể trốn tránh được. Đến lúc đó thì mình đối phó, không phải đợi tới lúc đó rồi mới mới học, mới tu, mới đối phó cái chết. Phải làm sẽ sửa soạn từ bây giờ. Giờ có là từng giây phút, từng hơi thở, đó là cái nội dung bài kinh mà chúng tôi sắp sửa trình bày ở đây. Và chương 24 này thì có cái tựa đề là quán tưởng về chết, về cái chết. Và cái Phật, những cái bài kinh hoặc cái chủ đề ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta niệm chết như thế nào, niệm chết tức là chúng ta suy tưởng về cái chết như thế nào, để có những cái bài kinh Đức Phật dạy, để có những cái phần chót riêng về cái phần kết luận và các thứ về thiền thì chúng tôi đã trình bày năm ngoái rồi, thì phần bài rất là dài. Hồi nãy thì chúng tôi đọc lại thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng bởi vì có người đề nghị là sẽ soạn lại, xem lại, điều chỉnh rồi in toàn thể cuốn sách, thì chúng tôi cũng đang phân vân, không biết có làm được hay không.
không biết có ích lợi gì không. Nhưng mà cái chương chót, cái chương cuối cùng đó, cái phần kết luận là có 30 trang tiếng Anh, rất là ít có ích lợi cho việc thực hành, việc hành thiền dựa trên cái bài kinh Girimananda đó là chúng tôi đã trình bày, thì có thể dịch cái phần đó trước, dịch có thể dịch song ngữ thành ra như cuốn cẩm nang để mà có 10 cái đề tài đó mà chúng ta quán niệm, rồi cuốn sách đó, in ra thì cũng phải khoảng 300-400 trang, thì không biết có ai đọc được hay không, hơi khô khan thì cái đó tính sao. Bây giờ thì chúng tôi xin vào cái đọc phần cái phần nội dung của cái chương 24 này. Các anh chị có nghe rõ ha? Nếu nghe được thì thỉnh thoảng xin cho số 1 hoặc là bông hồng để chúng tôi biết. Phần 1 giới thiệu. Những bài kinh được dịch trong các chương trước qua nhiều cách thức khác nhau và bổ sung cho nhau làm nổi bật sự cần thiết phải đối diện với sự vô thường. Mình phải chấp nhận cái vô thường, tức là thay đổi tất cả những cái việc chung quanh mình, nó thay đổi. Nhiều khi mình không có chấp nhận, mà khi mình nói lý thuyết như vậy chứ khi đụng thực tế rồi cái tự nhiên mình thấy bực bội vì nó cứ thay đổi. Ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, hôm qua tự nhiên nổi sân bởi vì có hẹn với nhau là đi cúng dường, bởi vì đây là cái mùa an cư. Thì ở đây, và ở đây thì có hai tu viện, một cái tu viện cho tăng và một tu viện cho ni. Một chút tu viện cho tăng thì ở miền Nam, tu viện cho ni thì ở miền Bắc, phía Bắc cách thành phố khoảng 70 km. Thành ra bây giờ thì mỗi tuần chúng tôi thay phiên, tuần này thì đi tăng viện, tuần sau thì đi ni viện, thay phiên như vậy. Thì đang tính cách đây mấy ngày rồi, định sẽ đi ni viện, hẹn với nhau rồi thì giờ chót lại thay đổi nữa, thay đổi 2-3 lần rồi. Nên tự nhiên cái mình nghe cái tin đó cái mình nổi sân. Bây giờ mình nghĩ lại nó, như vậy là mình chưa có tu tập, bởi vì nó vô thường, cái tâm nó cũng vô thường, cái hoàn cảnh cũng vô thường. Thì ra những người trong cuộc thì có thể thay đổi, có thể cái tâm ý họ vẫn tốt, ý định họ vẫn tốt, nhưng mà có thể vì cái lý do này lý do họ không có thể thực hiện được, họ đề nghị thay đổi mình phải chấp nhận. Nhiều khi mình không có tỉnh táo để mà mình bắt được cái chấp nhận cái sự vô thường đó. Mình thấy và đó cũng là cái dịp để nhắc nhở mình, thật sự ra mình vẫn chưa tu tập tới đâu hết đó. Mình vẫn cái tâm mình chưa có nhạy bén được. Nhiều khi mình mong cầu nó như vậy mà không được như vậy là mình bực mình, bất mãn này kia, bực bội rồi toàn nổi sân, là để nhắc nhở cho mình. Bởi vậy mà chúng tôi thường hay nói mình chỉ là một cái cư sĩ tầm thường thôi. Tầm thường ở đây tức là chưa có đắc nghĩa đó. Mình còn phải tu tập nhiều hơn nữa. Mỗi một cái phản ứng như vậy, của tâm như vậy là mình biết để mình tu sửa, từ từ tu, nhưng mà đừng có bỏ cuộc, cứ cứ như vậy mà đi và mình chỉnh sửa mỗi lần mình gặp những cái khó khăn như vậy. Bây giờ xin đọc tiếp. Sự cần thiết phải đối diện với sự vô thường, nhất là về cái chết, cũng như sự cần thiết phải có chánh niệm trong trường hợp đó là những cái bài kinh trước nói về cái chết, nhưng mà không phải chỉ nói suông, không phải chỉ nói suông mà chỉ ngoài ra còn kèm theo những cái lời cố vấn hướng dẫn để làm sao mà chúng ta đối phó được những cái vấn đề đó chung quanh cái chết. Và cái điểm trọng tâm đó là cần phải có sự tỉnh thức, phải có chuyện tập hợp các bài kinh về cái chết bắt đầu từ chương 13, tức là 12 chương trước đó, như chúng tôi đã nói là nói về bệnh, từ chương 13 trở đi cho chương 14 là nói về cái chết. Với đề tài về cái chết không thể tránh khỏi, dựa theo câu chuyện về vua Pasenadi hay là vua Ba Tư Nặc đau buồn trước cái chết của bà nội của nhà vua, bà nội nhà vua đó, mình thấy vua Pasenadi là vua của xứ Kosala ở thời Đức ở trong ở Ấn Độ, trong thời Đức Phật còn tại thế, có chia ra tới 16 cái xứ, 16 quốc gia nhỏ nhỏ, 16 bộ tộc.
Thì trong đó là chịu ảnh hưởng của hai cái quốc gia lớn, ra các bộ tộc, 14 bộ tộc kia là coi như là chư hầu. Một bên bên miền đông là nước Ma Kiệt Đà, còn bên miền tây là vương quốc Kosala. Và bộ tộc Thích Ca hay là xứ Thích Ca của người Thích Ca là một cái xứ chư hầu của Kosala. Chúng ta nhớ ôn lại như vậy. Và trong những cái thời những cái năm cuối cùng, hay khoảng 20 năm cùng, thì Đức Phật trong cuộc đời 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, thì ngày trong 20 năm cuối cùng chắc có lẽ ngài cũng lớn tuổi rồi, thành thử ra ngài thường hay ngủ ở kỳ viên Tinh Xá, ở thành Xá Vệ, ngoại thành Xá Vệ. Và đó thành Xá Vệ là coi như kinh đô của bộ tộc Kosala. Các anh chị nào mà đi hành hương thì sẽ thấy ngày nay vẫn còn cái tên đó, cái tên Xá Vệ Saranath, và kỳ viên Tinh Xá cũng còn đó, còn dấu vết cũng cũng vẫn còn đó. Và đó là cái địa điểm mà chúng tôi rất là có ấn tượng. Thường thường thì chúng ta đi hành hương thì đi bốn nơi động tâm, nơi Đức Phật ngài Bồ Tát đản sinh, nơi ngài Bồ Tát thành đạo, nơi ngài giảng, Đức Phật giảng cái bài kinh đầu tiên, và nơi ngài nhập diệt, bốn nơi quan trọng. Nhưng mà chúng tôi thì lại có cái ấn tượng rất là sâu đậm với lại kỳ viên Tinh Xá. Thì đến đây đó thì có cảm thấy như là mình trở về quê xưa rồi. Có lẽ trong cái tiền kiếp, trong một kiếp xa xôi nào đó mình đã từng sinh sống ở đó hay sao đó. Mình thấy vui. Mình thấy muốn ở đó thôi chứ không muốn đi chỗ khác. Rồi các anh chị nào có dịp đi hành hương, mình đã được cái cơ hội đi hành hương thì có điều đó có nghĩa là mình có cái duyên với đạo Phật, có cái duyên với Ấn Độ, có cái duyên một trong cái tiền kiếp nào đó mình đã từng sống ở đó, thì bây giờ mình mới có cái duyên nó mới trở lại. Phải tin tưởng như vậy, và chúng tôi cảm thấy như vậy trong cái bản thân của mình. Nói ra khi mình đi như vậy thì ngoài những cái việc mà mình biết thêm những cái nơi động tâm để mình có cái lòng tin, tin vào cái sự là đây là một cái câu chuyện, những cái câu chuyện và những cái nhân vật có thật, để mình hiểu được, có thể suy tưởng ngược trở lại để biết được, hình dung được những sinh hoạt ngày xưa như thế nào tại cái xứ sở này. Nhưng mà cũng nên bình tâm để xem cái phản ứng của tâm mình đối với từng nơi nó như thế nào. Mỗi người có một cái phản ứng khác nhau, khó nói. Nhưng mà nếu mà mình bình tâm, đừng có bị xôn xao kích động bởi những cái chuyện bên ngoài, mình bình tâm lại sống với mình. Khi mình đến đó tư duy thì mình xem cái phản ứng tâm của mình như thế nào, có thể cho mình một vài cái một cái điểm nhỏ nhỏ để mình biết là mình có cái ấn tượng ở nơi nào nhất. Có người thì có ấn tượng ở Bồ Đề Đạo Tràng, có người thì có ấn tượng ở Câu Thi Na là nơi Đức Phật nhập diệt, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, có người thích ở Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật ngài Bồ Tát đản sinh, hoặc là cũng có người thích ở ở chỗ Đức Phật chuyển pháp luôn, ở Lộc Uyển. Lộc Uyển thì tùy, nó là tùy theo cái cảnh duyên, cái duyên ngộ của mỗi người. Riêng phần chúng tôi thì lại có một cái ấn tượng sâu đậm ở kỳ viên Tinh Xá. Thì đây là cái câu chuyện ông thầy ra khi mà Đức Phật ở thì kỳ viên Tinh Xá thì vua Ba Tư Nặc hay thường xuyên đến thăm ngài, và có những cái tâm tư nào thì chia sẻ ngài, và đôi khi nhờ Đức Phật chỉ dạy cố vấn. Thì đây là câu chuyện khi mà bà nội của vua qua đời thì vua bàng hoàng buồn rầu, vua mới tới than than thở Đức Phật. Thì Đức Phật có khuyên, khuyên dạy, có cái bài kinh Đức Phật nói ai rồi cũng chết, dầu cho ông một cái ông vua cai trị cả toàn thế giới quyền hành rộng khắp rồi ông cũng phải chết, huống hồ gì bà nội. Ra mình thấy Đức Phật khuyên cho thấy rõ ràng, và cái điều đó nó nếu mình bình tâm mình nhìn thì chung quanh mình không cần phải đi đâu xa, nhìn đâu xa thấy rõ ràng như vậy, đâu có ai sống lâu đâu. Mà như nhiều khi người ta không chấp nhận, người ta nuối cứ muốn cha mẹ mình hoặc là ông bà hoặc thầy tổ mình ở hoài với mình, mà nhiều khi các ngài già thì cũng phải ra đi thôi, mình phải chấp nhận chuyện đó.
Rồi một ngày nào đó mình cũng phải ra đi. Cái chữ một ngày nào đó không phải xa đâu. Như chúng tôi nói hồi nãy, có thể xảy ra ngay bây giờ, có thể xảy ra ngày ngày mai, mình không biết được. À, thành thử ra à, mình phải có cái nhìn nhìn rõ ràng như vậy. Tính tất yếu của cái chết cũng là điểm trung tâm của chương này, trình bày các hướng dẫn để điều hướng quán niệm về cái chết của chính mình như là một pháp hành thiền cho mỗi hành giả. Các lời chỉ dạy này được ghi trong một bài kinh của Thích A Hàm, IE 40.8, tức là Ekottara Agama, chương 40, bài kinh số 8. Được dịch dưới đây và có hai bài kinh tương ứng được ghi trong tăng chi bộ của tạng Pali, A-an 6.19 và A-an 8.73. A-an tức là Anguttara Nikaya, tức là tăng chi bộ. 6.19 tức là bài kinh 19, số 19 của chương 6, 6 pháp. 8.73 tức là bài kinh số 73 của chương 8 pháp. À, các anh chị có theo dõi được chỗ này ha, làm quen được từ từ. Các phiên bản này đều ghi lại câu chuyện Đức Phật thẩm vấn các vị đệ tử tu sĩ của Ngài về cách thức thực hành niệm chết của các vị ấy. Và Ngài nhận thấy các vị này không siêng năng tu tập niệm chết để phát huy tối đa tiềm năng của pháp hành ấy. À, chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc thêm. Nhưng mà ở đây thì Ngài Analayo có tóm tắt, tức là có một lần đó thì Đức Phật đang ở đó, một cái thành phố, chứ không phải ở Kim Xá, nhưng mà cũng ở thành phố Ấn Độ. Đức Phật mới gọi các đệ tử của Ngài, mới hỏi một từng người thưa trình là niệm chết như thế nào. Và đa số thì Đức Phật không có khen, chưa đúng, còn phóng dật chưa có đủ siêng năng tinh tấn, niệm chết không có đúng. Sau đó Ngài ban cho các vị ấy những lời dạy để làm thế nào có tinh tấn thật sự về pháp hành nhiều thử thách này để hoàn toàn trực diện với cái chết của chính mình. Mình nói thì nói như vậy, chứ bây giờ mình nghĩ tới cái chết mình sợ, hoặc mình thấy khó khó nghĩ tới nó. À, đó là cái phản ứng rất tự nhiên của một phàm nhân. Bản thân chúng tôi cũng phải, chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc thêm cái lời giải thích, nhưng mà ở đây thì chúng tôi phải khẳng định như vậy. Ngay bản thân mình khi mình nghĩ cái tái chết, tới cái chết thì tự nhiên mình cảm thấy nó có cái gì rồi. À, ngăn cản mà không cho không có muốn cho mình nghĩ tới nó. À, mặc dù mình biết mình phải nghĩ, mình tập, mình phải có một cái can đảm và một cái sự tỉnh táo để mà mình suy nghĩ về vấn đề đó. Bây giờ thì chúng tôi xin phép đọc cái phần kinh văn, bởi vì chúng ta dịch trước, bài kinh cũng không có dài lắm. Bây giờ thì đọc cái phần bài kinh số 8 ở trong chương 4, chương 40 của Tăng Nhất A Hàm do Ngài Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch ra tiếng Việt. Thì chúng tôi dựa vào cái đó và so sánh đối chiếu với bản tiếng Anh của Ngài Tỳ Khưu Analayo, chúng tôi mạn phép hiệu đính lại cho nó tương thích với nhau. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Thì ở đây cái bài kinh này thì nói trong Tăng Nhất A Hàm, trong Hán Tạng thì nói Đức Phật ở Kỳ Viên Tinh Xá. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ đọc cái phần Tăng Chi Bộ, thấy cái địa điểm nó hơi khác. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ khưu, các người hãy tu tập niệm tưởng về sự chết, tư duy về tưởng chết. À, tức là tư duy về cái tưởng, chứ không phải là tưởng tượng. À, tưởng tức là suy tưởng về chết. Rồi có một tỳ khưu đang ngồi ở chỗ kia bạch Thế Tôn, con luôn luôn tu tập chú tâm niệm tưởng về sự chết. Thế Tôn bảo, ngươi tu tập chú tâm niệm tưởng về sự chết như thế nào? Tỳ khưu bạch Phật, con chú tâm niệm tưởng về sự chết rằng, con tôi mong sống thêm 7 ngày nữa và chú tâm về 7 giác chi để ở trong Pháp Như Lai được nhiều lợi ích, sau khi chết sẽ không hối hận. Bạch Thế Tôn, con chú tâm niệm tưởng về sự chết như vậy. Thế đầu tiên thì nói rằng mình mong sống 7 ngày nữa thôi, chứ không có sống lâu. Nhưng mà trong 7 ngày đó là chú tâm niệm tưởng về 7 giác chi, tức những lời dạy của Đức Phật để tiến tới giác ngộ. Đức Phật Thế Tôn bảo, thôi thôi tỳ khưu, đây chẳng phải tu tập tưởng về sự chết, đấy gọi là pháp phóng dật. À, tức là cái cách dịch của người xưa, nhưng mà cái ý đó là Đức Phật nói à, không đúng,
chưa chưa đúng, à, không còn phóng dật. À, à. Lại có Tỳ Khưu bạch Thế Tôn, con có khả năng tu tập niệm tưởng về sự chết. Thế Tôn bảo, ngươi tu tập niệm tưởng về sự chết như thế nào? Tỳ Khưu bạch Phật, con suy nghĩ, tôi mong sống thêm 6 ngày nữa và chú tâm tư duy về chánh pháp của Như Lai, rồi sau đó sẽ mạng chung. Như vậy mới có ích lợi cho tôi. Con tu tập niệm tưởng về sự chết như vậy. Tức là cái vị thứ hai thì nói rằng thay vì nó 7 ngày, bây giờ nó ngắn hơn. Chỉ mong sống 6 ngày nữa thôi. Nhưng mà tập trung chuyên cần niệm chết. Thế Tôn bảo, thôi thôi Tỳ Khưu, đây cũng là pháp phóng dật, chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết. Như vậy thì ngài cũng rầy, nó cũng chưa được. À. Lại có Tỳ Khưu bạch Phật, con mong sống thêm 5 nữa, 4 ngày nữa, 3 ngày nữa, 2 ngày nữa, 1 ngày nữa. À, nó có mấy ông khác. Vì khác có người thì nói mong sống 5 ngày, có người thì mong sống 4 ngày. Có người thì nói rằng mong sống 3 ngày, 2 ngày, rồi 1 cái. Nhưng mà đối với những người trình bày như vậy thì Thế Tôn đều rầy. Nói rằng đó là cái cũng là phóng dật, chưa phải niệm tưởng về sự chết. Bây giờ có một người khác, lúc ấy lại có Tỳ Khưu bạch Thế Tôn, con có khả năng kham nhẫn tu tập niệm tưởng về sự chết. Đến giờ khất thực, con đắp y mang bát vào thành xá vệ khất thực, rồi ra khỏi thành xá vệ, trở về nơi ở, vào trong tỉnh thất, chú tâm về bảy giác chi. Sau đó tôi có thể mạng chung, con tu tập niệm tưởng về sự chết như vậy. Đó, bây giờ thì có ông khác nữa, ông nói rằng ông đi khất thực buổi sáng, đi khất thực xong đem đồ ăn về về phòng của mình, về cái liêu cốc của mình, rồi xong sau đó thì mới là niệm về chết. Thì Đức Phật cũng cũng rầy, rầy là thôi thôi Tỳ Khưu, đây cũng là pháp phóng dật, không phải niệm tưởng về sự chết. À, lúc ấy Thế Tôn lại bảo các Tỳ Khưu, ai nếu ai cũng tu tập, xin lỗi, chúng tôi đọc lúc ấy lúc ai cũng tu tập như Tỳ Khưu Bà Ca Lợi Tất Ca Ly, đó mới gọi là tu tập niệm tưởng về sự chết. Tỳ Khưu ấy khéo chú tâm niệm tưởng về sự chết, nhàm chán thân này cho là nhơ nhớp bất định. Nếu Tỳ Khưu chú tâm niệm tưởng về sự chết, buộc niệm trước mặt, tâm không di động, ghi nhận hơi thở ra vào, đồng thời chú tâm về bảy giác chi, vậy pháp của Như Lai mới tạo được nhiều lợi ích. Đó, Đức Phật mới nói rằng bây giờ là mấy ông nó nói như vậy, từ 7 ngày, 5 ngày, 4 ngày cho tới 1 ngày cũng chưa được. Rồi có ông thì bảo là đi khất thực xong về, ăn xong rồi mới suy tưởng về niệm chết thì cũng không được. Mà ở đây là phải bắt chước theo Tỳ Khưu Bà Ca Lợi, tức là phải đầu tiên là phải tu tập về cái thân, cái thân là không có, mình không có luyến tiếc, nó là nhơ nhớp bất tịnh, và đồng thời là mình chú tâm niệm tưởng là từng hơi thở ra vào. Phật mới nói tiếp, vì sao vậy? Tất cả các hành động không, chúng khởi sinh rồi tàn diệt, đều là uyển hóa không chân thật. Cho nên, này các Tỳ Khưu, hãy chú tâm niệm tưởng về sự chết trong hơi thở ra vào để thoát khỏi sinh già bệnh chết, buồn rầu, khổ não. Này các Tỳ Khưu, hãy học tập điều này như vậy. Các Tỳ Khưu, sau khi những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó là Đức Phật nói, không có phải mà sống 7 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, vân vân. Hoặc là đi khất thực về rồi mới niệm chết. Mà mình phải niệm chất theo từng hơi thở ra, hơi thở vào. Thì mình đoạn như vậy rồi thì mới là giác ngộ, mới thoát khỏi được sinh già bệnh chết. Ai cũng chết, chỉ có những người giác ngộ là không còn tái sinh nữa thôi. Chúng ta nhớ chỗ đó. Cái bậc giác ngộ thì cái ngũ uẩn cũng ngừng hoạt động trong một cái khi mà cái hết cái tuổi thọ. Nhưng mà các vị ấy không tái sinh nữa. Còn chúng ta là phàm phu thì chúng ta còn phải tái sinh, còn phải luân hồi. Thì đó là cái chuyện, cái điều khác biệt. Và để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử, thì chúng ta phải biết niệm chết từng hơi thở, thở ra, thở vào. Thì đó là cái bài kinh trích từ Tăng A Hàm của Hán Tạng.
Thì bây giờ tôi xin và được ngài tỳ khưu Analayo ghi trong cuốn sách, là bởi vì cái một trong những cái ý chính của cuốn sách này là ngài muốn giới thiệu những cái bài kinh ở trong Hán Tạng, rồi đồng thời thì ngài bởi ở trong cái môi trường tiếng Anh là cái bài kinh trong Tạng Nikaya của Pali là đã được dịch ra và phổ biến rồi. Bây giờ muốn giới thiệu một cái nguồn khác, thành ra ngài chỉ chú tâm đặt cái trọng tâm của cuốn sách là những cái bài, những bản dịch của bài kinh trong Tạng A Hàm, nhưng mà ngài đồng thời ngài cũng có đề cập đến những cái bài kinh ở trong Nikaya nữa, mà độc giả người đọc có thể tự tìm thêm để đọc thêm. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng trích ra một cái phần bản dịch tiếng Việt từ kinh Nikaya để chúng ta đọc luôn, rồi khỏi cần phải tìm kiếm xa xôi. Thì tiếp theo là cái bài kinh niệm chết tương đương trong Anguttara Nikaya, trong chi bộ chương 6 pháp, bài kinh số 19 có tựa đề là niệm chết, do ngài hòa thượng Thích Minh Châu dịch ra tiếng Việt. Thì một lần nữa chúng tôi cũng mạn phép hiệu đính lại dựa theo bản tiếng Anh của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề. Một thời Thế Tôn trú tại Nadika, tại Ginchakavasatha, tức là cái giảng đường lò gạch. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Niệm chết, này các tỳ khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các tỳ khưu, các thầy hãy tu tập niệm chết. Nhưng này các tỳ khưu, các thầy tu tập niệm chết như thế nào? Thì ở đây như chúng tôi nói thì có cái địa điểm hơi khác. Trong cái bài kinh của Hán Tạng thì nó ở tỳ kỳ viên tinh xá kỳ viên. Còn ở trong Nikaya thì nói rằng Đức Phật giảng bài kinh này ở giảng đường lò gạch. Và ngay cái phần đầu Đức Phật có nói nhấn mạnh là niệm chết là một cái pháp hành rất tốt, có thể nhập vào bất tử, tức là có thể đưa đến giác ngộ rồi, chứ không phải là không. Rồi chúng ta có cái lòng tin như vậy, đừng có bi quan hay đừng có mặc cảm khi mình nói mình đang niệm chết, có thể có nhiều người họ chê cười mình, nói mình trốn tránh này kia, bi quan, người yếm thế này nọ, mà thật sự không phải. Có nhiều pháp hành chứ không phải chỉ có một pháp duy nhất, nhưng mà một trong những cái pháp hành đó là niệm chết. Và nếu mà mình tu tập rốt ráo thì cũng có thể đưa đến giác ngộ giải thoát nữa, chứ không phải là nhưng mà phải niệm như thế nào? Đức Phật hỏi các thầy tỳ khưu. Khi nghe nói vậy, một tỳ khưu Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. Này các tỳ khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào? Ở đây bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong rằng ta sống trọn một ngày và một đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết như vậy. Đó là cái vị đầu tiên thì nói rằng trong cái bài kinh của Hán Tạng thì bắt đầu từ 7 ngày rồi xuống 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, vân vân. Còn trong cái bài kinh của Nikaya nó hơi khác chút, tức là cái vị đầu tiên á, thì bắt đầu là nói rằng mong rằng mình chỉ sống một ngày, trọn một ngày và một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ. Mình sống được làm sao sống 24 tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng nghĩ tới lời dạy của Đức Phật, lúc nào cũng niệm chết đó. Như vậy là tu tập niệm chết. Thì Đức Phật nói, rồi một cái vị tỳ khưu khác nữa nói rằng, cái vị tỳ khưu thứ hai nói rằng không phải sống một ngày thôi, một đêm thôi, mà chỉ xin mong rằng sống một ngày thôi. Có ý trong ngày, có ý nói là một ngày thì có lẽ khoảng 16, 10, 10, 15, 16 tiếng đồng hồ. Thay mình tính thêm một đêm là tính thêm 8, 8, 8 tiếng nữa. Thì bây giờ rút ngắn là chỉ cần sống một ngày thôi, mà lúc nào cũng là ghi nhận, ghi nhớ, suy tư về lời dạy của Đức Phật. Rồi một vị khác nữa nói rằng mong rằng sống trọn cái thời gian khi mà bằng khi ăn đồ ăn khất thực, có nghĩa là ngắn hơn nữa. Ví dụ như mình ngồi mình ăn 30 phút đồng hồ, hoặc là mình ngồi ăn 1 giờ đồng hồ, ăn chậm rãi 30 phút hay tới 60 phút, thì chỉ có một cái thời gian như vậy thôi. Chỉ cần sống như vậy, ăn xong là chết, nhưng mà trong khi ăn như vậy là mình suy tư về những cái lời dạy của Đức Phật. Hoặc là không phải là nói là trong khi ăn, nhưng mà cái thời gian tương đương với thời gian ăn,
để mình ngồi suy tư khoảng 30 phút tới 60 phút thôi. Rồi có người thì nói rằng bạn sống trọn thời gian tương đương với khi nhai và nuốt 4 5 miếng đồ ăn. Tức là mình ăn, mình nhai và nuốt khoảng 3 miếng cơm như vậy với thức ăn, thời gian ngắn hơn, như là khoảng vài phút thôi. Rồi có người nói rằng trọn thời gian khi mà nuốt một miếng đồ ăn thôi, tức là một miếng cơm thôi, mình nuốt một cái rồi trọn chừng khoảng 30 giây hay là ngắn hơn. Mà có thời gian ngắn như vậy mà lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chết, nghĩ tới cái lời dạy của Đức Phật. Rồi có một người thì nói là con thì con chỉ mong rằng là cố gắng niệm chết và tưởng nhớ đến lời dạy Thế Tôn từng hơi thở ra, hơi thở vào. Đó, thì mình thấy cái thời gian càng ngày càng ngắn lại có tùy theo cái pháp hành của mỗi tu. Bắt đầu từ một ngày một đêm, cái người có một người như vậy, rồi xuống dần nhanh nhanh hơn là một ngày. Rồi cái thời gian đi về đi ăn, ăn cho xong bữa cơm, thời gian tương đương như vậy, hoặc là khi thời gian tương đương ăn 3-4 miếng ăn, 3-4 muỗng cơm, rồi thời gian ăn một miếng cơm thôi. Rồi ngắn hơn nữa, ngắn nhất là cái thời gian vừa đủ mình thở ra, thở vào, vẫn còn niệm chết. Thì như vậy thì Đức Phật mới khuyết dạy như các thầy tỳ khưu như thế này. Này các tỳ khưu, là trường hợp thứ nhất, tỳ khưu nào tu tập niệm chết như sau, mong rằng ta sống trọn một ngày và một đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Tỳ khưu nào tu tập niệm chết như sau, mong rằng ta sống trọn một ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Tỳ khưu nào tu tập niệm chết như sau, mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi ăn đồ ăn khất thực tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Tỳ khưu nào niệm chết như sau, mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt 4-5 miếng đồ ăn tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Thì các vị ấy gọi là tỳ khưu sống phóng dật. Các vị ấy tu tập lờ đờ về niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Tức là cái thời gian của có bốn cái vị tỳ khưu đó, bắt đầu từ vị tỳ khưu đã mong rằng sống trọn ngày trọn đêm, cho tới vị tỳ khưu mong rằng sống trọn một ngày, hoặc là vị tỳ khưu nói rằng mong sống trọn cái thời gian tương đương với khi mà thời gian để ăn thức ăn, hoặc là tỳ khưu tu tập là sống làm sao sống trọn thời gian tương đương với ăn 4-5 miếng nước ăn, 4-5 miếng cơm, thì vậy chưa đủ, còn phóng dật, chưa có đạt đến cái mục tiêu cuối cùng là đoạn diệt các lậu hoặc. Cái thời gian nó dài quá, đợi như vậy. Rồi Đức Phật mới nói tiếp, nhưng tỳ khưu nào tu tập niệm chết như sau, mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt một miếng đồ ăn tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Và tỳ khưu nào tu tập niệm chết như sau, mong rằng sống trọn thời gian bằng hơi thở ra hay bằng hơi thở vào tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Các vị ấy gọi là tỳ khưu sống không phóng dật. Các vị ấy tu tập hăng hái về niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Thì có hai cái trường hợp cuối cùng, tức là một cái vị mà tu tập nói rằng lúc nào một cái thời gian bằng khi mà nhai và nuốt một muỗng cơm, một miếng đồ ăn thôi, hoặc là tương đương với lại hơi thở vào, hơi thở ra thôi, mà lúc nào cũng quán tưởng tới cái chết, thì cái vị đó gọi là sống không phóng dật, sống hăng hái tu tập để mà đoạn trừ các lậu hoặc. Mình thấy cái ý ở đây tức là mình phải luôn luôn suy tưởng từng giây từng phút từng hơi thở về cái chết của mình. Do vậy, này các tỳ khưu, các thầy cần phải học tập như sau: chúng tôi sẽ sống không phóng dật, chúng tôi sẽ tu tập hăng hái về niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các tỳ khưu, các thầy cần phải học tập như thế, sống không phóng dật, sống hăng hái niệm chết, tức là mình phải niệm chết từng hơi thở hoặc là từng miếng ăn. Khi mình ăn nó ngắn nhanh như vậy, phải có lúc nào cũng phải chú tâm niệm chết. Ra cái bài kinh này chúng tôi thấy rõ hơn cái bài kinh trong Tăng Nhất A Hàm. Rồi cái bài kinh kế tiếp trong chương 8 pháp, đây là mình nói bài chương trong 6 pháp, trong chương 6 pháp thì mình thấy có 6 trường hợp, 6 vị tỳ khưu. Trình bày như vậy thì chỉ có vị tỳ khưu thứ 5 và thứ 6 là khen, còn 4 vị đầu là Đức Phật chê là chưa đúng và vẫn còn sống phóng dật.
Thì cái bài kinh trong cái chương 8 pháp cũng là niệm chết, có cái nội dung giống hệt như vậy, cái câu văn giống hệt như vậy, nhưng mà thêm hai trường hợp nữa thôi, để về trường hợp sống phóng dật. Tức là sau khi mà một cái vị nói về sinh tác ý là sống trọn ngày trọn đêm, rồi đến một vị nói sống trọn một ngày, thì thêm vào một cái trường hợp khác là có vị nói rằng sống nửa ngày thôi. Nửa ngày tức là khoảng 11 ngày, tức là một buổi khi mặt trời còn 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 có mặt trời thì 16, khoảng 16 tiếng đồng hồ, một đêm là thêm 8 tiếng nữa. Thì cái vị tỳ khưu đó nói là sinh sống nửa ngày thôi, tức là nó ngắn hơn chút. Đó là thêm vào cái trường hợp, một cái trường hợp. Rồi một cái trường hợp thêm vào nữa là cái thời gian mà đi đi khất thực về để mà ăn á, để ăn á, thì bây giờ thêm cái phần là nửa cái thời gian đó thôi. Tức là ví dụ như mình ngồi ăn 30 phút, bây giờ mình xin nửa cái thời gian đó là khoảng 15, là mình cũng tác ý nghĩ tới lời dạy của Đức Phật và mình suy tưởng về đó, thì thêm hai cái trường hợp đó. Mà Đức Phật cũng chê luôn, chê trách cũng không 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 đúng, không cũng sống sống phóng dật. Chỉ có hai cái trường hợp cuối cùng là cái thời gian ngắn, như là khi mình nhai và nuốt một cái miếng cơm, miếng đồ ăn, hoặc là một cái thời gian ngắn hơn là mình lúc nào cũng theo dõi hơi thở ra hơi thở vào và suy tưởng về niệm chết. Thì hai cái trường hợp đó thì Đức Phật mới khen. Là cái bài kinh trong cái chương 8 pháp cũng giống hệt như bài kinh trong chương 6 pháp thôi, nhưng mà chỉ hai thêm hai cái trường hợp. Trường hợp nửa ngày với tập nửa thời gian bằng nửa thời gian ăn ăn thức ăn. Thì hai cái trường hợp đó thì Đức Phật cũng chê trách, nó là không chưa đúng. Để không biết theo dõi còn theo dõi được không? Đó, thì đó là hai cái bài kinh trong tạng Nikaya, bài kinh trong tăng chi bộ mà tương đương với cái bài kinh trong tăng nhất A Hàm. Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái phần thảo luận, các chị cũng trong cái trang đó thì xem vào bên trên. Chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Hai bài kinh trong tăng chi bộ của Tà Ly bắt đầu với một tỳ khưu mong sống trọn một ngày và một đêm để chú tâm đến lời Phật dạy. Bài kinh ngắn trong hai bài kinh ấy tiếp tục với lòng mong ước sống một ngày, trọn thời gian ăn xong bữa cơm, trọn thời gian nuốt vài miếng cơm, trọn thời gian nuốt một viên cơm, trọn thời gian đủ để vào thở ra. Bài kinh dài hơn thêm vào trọn thời gian sống nửa ngày và trọn thời gian ăn nửa bữa cơm. Trong cả hai bài kinh này, Đức Phật khen những ai chỉ mong sống trong thời gian nuốt một miếng cơm hay thời gian đủ để thở vào thở ra. Thì ngài thì cứ vô tóm tắt lại cái nội dung của hai bài kinh trong tăng chi bộ. Thông điệp chính trong hai bài kinh trên cũng như bài kinh trong tăng nhất A Hàm của Hán Tạng là việc niệm chết cần phải được áp dụng ngay trong thời khắc hiện tại. Đó thì mình hiểu Đức Phật khen những cái vị nào mà niệm chết trong thời gian chỉ bằng khi nuốt vào một cái miếng cơm, hoặc bằng cái hơi thở ra hơi thở ra vào, thì có nghĩa là có ngụ ý nói rằng Đức Phật khen những vị nào mà lúc nào cũng niệm chết ngay trong hiện tại, trong cái thời khắc này, chứ không có phải đợi tới một ngày, hoặc là đợi tới một đêm, hoặc là trong tăng nhất ca hàm thì phải là đợi cả 7 ngày, 5, 4 ngày, 5 ngày, đại khái như vậy. Sự cần thiết này phát sinh từ sự chắc chắn của cái chết, kết hợp không chắc chắn lúc nào cái chết sẽ xảy ra. Những ai cho rằng cái chết của họ sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong tương lai, hay ngay cả trong ngày mai, được xem như là sơ suất lơ đễnh, phóng dật trong sự tu tập. Thay vì phóng dật như thế, chấp nhận cái chết sẽ đến với mình cần phải được kết hợp với sự chuyên cần, tỉnh thức nhận định cái chết có thể xảy ra ngay bây giờ, theo ý nghĩa rằng cái chết đang tiến đến gần ngay bây giờ. Thật ra cái ý của ngài Tỳ Khưu Anala-yô nói rằng đó, trong ba cái bài kinh, một bài kinh trong tăng chi hai bài kinh trong tăng chi bộ và bài kinh trong tăng nhất A Hàm, có ngụ ý nói rằng là mình phải niệm chết ngay trong cái thời khắc hiện tại, chứ không phải đợi tới ngày mai ngày mốt gì hết.
Bởi vì mình thấy rằng đó là chắc chắn là mình sẽ chết. Mình không biết lúc nào. Có thể đừng nói về xong là cái thời khắc kế tiếp là mình té xuống mình chết. À, có những cái trường hợp như vậy, mình thấy rõ ràng. Mình thấy là mình phải thấy nó là phải sống trong giờ phút nào, trong từng giây phút nào là phải biết được, nghĩ tới cái sự kết chết chuyên cần. À, bởi vì thật sự ra bây giờ mới nhớ lại, chúng tôi có đi có hai trường hợp xảy ra ở đây. À, có một người Việt, à, một cái Phật Việt anh Phật tử đó, à, đứng lên vối tay, à, lấy cuốn sách ở trên cái kệ sách của anh ta, vối tay một cái tự nhiên té xuống là chết. À, thấy bất ngờ như vậy, đứt cơn máu chết. À, rồi một bà Miến Điện, một cái bà Phật tử rất là thuần thành. À, ông ấy bà thì khoảng hơn 50 tuổi chứ không có già lắm. Rồi mới ăn xong thì bà phụ với con bà đi tới bà rửa chén ở cái bồn rửa chén, đứng rửa chén, tới vừa mở vặn vòi nước lên để mà rửa chén là bà té xuống, cái bà chệch. À, mình thấy rất là nhanh chứ không phải là, à, có những người thì nằm liệt giường liệt chiếu có thể ngày này tháng nọ vài ba năm vài ba tháng rồi mới chết. À, nhưng mà không phải ai cũng như vậy. À, có người thì mình thấy từ giả nằm xuống ngủ á, thì sáng hôm sau mình tới thì thấy họ không thức dậy nữa. À, à, cũng chẳng hạn như là ông ngoại của mấy đứa nhỏ, tức là ông thân của bà xã tôi á, thì hôm trước có tới nhà ông ăn cơm nói chuyện vui vẻ, hôm sau cái ông đi ra, à, ông rửa cái xe của ông rửa xong cái ông vào, cái ông nói với bà thân nó, ông mệt, cảm thấy mệt quá, cái ông nằm xuống nghỉ, ông nằm vừa nằm ông chết. À, mình thấy bất ngờ lắm, không có biết được. Lúc đó thì ông gì khoảng 60 ngoài, không có già lắm. À, mình thấy xảy ra như vậy, không biết được, có thể chết bất cứ lúc nào. Do đó mà mình phải tinh tấn niệm, suy tưởng về cái chết xảy ra kề cận từng giây phút. Như Booker, ông Booker là một trong những học giả về tâm lý học giải thích. Niệm chết là một sự chú tâm vào thực tế là cái chết đang tiến đến gần tôi. Đây không phải hành thiền về chết một cách tổng quát, mà là áp dụng sự quán sâu ấy cho chính tôi. À, ông đó là ông giải thích cho người người Tây phương hiểu. Nói về niệm chết. Niệm chết là không phải là mình suy tưởng cách lơ mơ cái chết cho người khác, mà mình suy tưởng, đặc biệt là nó xảy ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho chính mình. Việc áp dụng cho tự thân và nhấn mạnh về sự liên quan đến thời khắc hiện tại là khác biệt đáng kể so với các ý nghĩ thông thường. Bởi vì ý nghĩ thông thường là mình không có nghĩ chuyện đó. Mình thật sự mình bình tâm mình nghĩ, anh chị có thể bây giờ sau cái buổi nói chuyện này thì bình tâm nghĩ, không bao giờ nghĩ tới là ngay cái thời khắc kế tiếp là tôi chết. Lúc nào cũng nghĩ à đúng rồi mình có chết nhưng mà chắc có lẽ còn lâu lắm, có thể tới thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa, bây giờ tôi mới sáu mấy tuổi còn trẻ, có thể tới 100 tuổi tôi mới chết. À, rồi cái mình tìm những cái lý do hoặc là những cái hình ảnh của những người sống lâu sống thọ, à, chẳng hạn như, à, ông đó ông A hay bà B đó, ông đã sống tới 100 tuổi, hoặc là mình nhìn tới, à, trường hợp trong gia đình người thân mình nói chắc mình cũng có cái gen như vậy. À, ba tôi sống tới 90 tuổi, má tôi 80 mấy tuổi mới chết, thì bây giờ mới có sáu mấy tuổi thì còn lâu, đại khái rồi. À, mình suy tưởng như vậy nhưng mà mình lại quên những cái cảnh có những người chết ngay tức khắc, chết lúc 5 tuổi 10 tuổi, lúc 50 60 tuổi, đi ra đường bị xe đụng chết, rồi đạn lạc cũng chết, bệnh chết, đủ thứ chuyện. À, mình không nghĩ mấy cái chuyện đó. À, mình chỉ cố gắng nghĩ tới những cái trường hợp mà người ta sống thọ sống lâu thôi, hoặc là sống khỏe rồi chết một cách bình an thôi. À, đó là cái lý do, đó là cái tâm lý mình chạy trốn sự thật. Bây giờ xin đọc tiếp. Nhân loại thông thường không tư duy theo cách này. Vì thế, pháp hành này, tức là pháp niệm chết, có ngụ ý một loại chuyển đổi tâm trí về cái chết từ tư duy theo cách trước đây bằng cách quán soi cái chết. À, ý của ông muốn nói ở đây, ông quay mình nói rằng khi mình niệm chết, tức là có sự thay đổi cái đường lối tư duy của mình. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bây giờ mình bình tâm, mình phải suy tưởng là không phải đơn giản, khi mình nói như vậy
nói ra cái miệng thôi, nhưng mà mình phải chân thật với chính mình. Mình thấy thật sự là mình chưa có niệm chết. Ngay bản thân chúng tôi cũng niệm chết thường xuyên, nhưng mà không có phải từng giây từng phút hoặc từng hơi thở, rồi mình cũng quên. Rồi mình nhiều khi mình cũng mong mình sống tới 80 tuổi, 90 tuổi, rồi mình nghĩ rằng những cái chuyện tai nạn xảy ra này nọ không có xảy ra cho mình đâu, xảy ra cho người khác thôi. Mình nào mình cũng trốn tránh. Theo quan điểm này, trong quan điểm của Phật giáo, câu hỏi hiện sinh mà cái chết đặt ra cho con người có thể được giải quyết trong đời sống. Trên thực tế, nó có thể giải quyết trong đời sống, chỉ có thể giải quyết bằng trong đời sống. Hơn nữa, nó không chỉ thể được giải quyết mà cần phải được giải quyết. Cái câu này chơi chữ mà rất là hay. Chúng tôi rất tâm đắc. Tức là lúc nào mình đặt cái câu hỏi như vậy, nhưng mà mình trốn tránh. Mình chỉ muốn lúc nào cũng sinh tồn thôi, trốn tránh. Nhưng mà phải nhận định là không có trốn tránh được, cần phải giải quyết, cần phải đối diện với nó, cái câu hỏi về cái vấn đề về chết. Mà không phải là nên được giải quyết, mà được phải giải quyết. Không có cách nào khác nếu mà mình muốn sống an vui. Và nhất là mình là một Phật tử là phải có can đảm đối diện và nhìn nó, chấp nhận cái sự thật. Như Klima đã ông Klima cái nhà học giả khác đã chỉ ra, điều này đòi hỏi phải có một cuộc đối đầu mật thiết với khuynh hướng đau đớn và thất vọng về cơ thể đang suy sụp chết đi. Đây là niềm tin của các hành giả rằng chỉ có chấp nhận sự thật này thì hành giả mới có thể thoát ra được khỏi được sự ràng buộc cảm tính của nó. Tức là một cái sự lý luận khác đó là mình phải đối đầu với nó, bởi vì đối đầu một cách bằng, tức là ngay trong cái bản thân cái tư duy của mình, chứ không phải là mình khuyên người khác đâu, làm cho chính mình. Và mình thấy rằng cái khuynh hướng đó, cái cơ thể mình càng ngày càng suy sụp suy yếu, rồi một lúc nào đó nó ngừng hoạt động. Mình phải chấp nhận cái sự thật như này. Đó là một sự cái thành tâm, cái sự cái chân thật, mình phải nhìn thấy rõ như này. Bởi vì khi mình thấy rõ như vậy thì mình mới không sợ, không có chạy trốn, tức là thoát khỏi cái sự ràng buộc về cảm tính, tức là không có buồn rầu nữa. Bởi vì buồn rầu cũng không ít đời gì hết. Đó là một cái sự thật, phải nhìn. Đối mặt với cái chết của riêng mình khi vẫn còn sống là cách sửa soạn tốt nhất để được bình an trong giờ phút lâm chung thật sự. Tiềm năng của pháp hành ấy là để giúp hành giả sống an bình, không bị các tác động của nỗi sợ chết. Chỉ khi nào cái chết trở thành một phần tự nhiên của đời sống thì hành giả mới có thể vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của nỗi sợ hiện sinh, và từ đó hành giả trở nên sống hiện thực với cuộc đời, với các diễn biến ngay trong thời khắc hiện tại. Thì đó là một cái ý của đó. Tức là khi mình phải dành thì giờ mình đối diện với cái chết của riêng mình, phải nghĩ được cái đó, thì đó là mình sửa soạn tốt nhất. Và đến cái lúc mà thật sự là lâm chung là mình không còn ngạc nhiên nữa. Nó hết rồi, cái tuổi thọ trong cái đời này là coi như xong. Mình nói là mình ra đi một cách bình thản, rồi có thể là mình sẽ tái sinh nữa, nhưng mà khi mình chết một cách bình thản như vậy thì mình sẽ tái sinh vào cõi lành để mình tiếp tục cái con đường của mình. Mình phải chấp nhận là đau bệnh. Nhiều khi mình bệnh rồi có người thì bực tức, nhưng mà có người thì chấp nhận, như chúng tôi là chấp nhận. Có khi ngủ sáng dậy là thấy đau nhức đủ thứ. Trong này có những vị lớn tuổi như chị Nhật Quỳnh cũng chắc cũng hiểu như vậy. Không 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 quá thoát. Tự nhiên hôm trước tháng rồi đi thăm cháu ngoại 2 tuần, ăn uống đàng hoàng lắm, chứ không có gì, bởi vì bác nó là bác sĩ hết. Rồi ăn uống tự nhiên nằm ngủ ấy, thấy nhức cái chân, nhức cái bàn chân, rồi cái sáng ấy, nó càng nhức sâu vào khớp xương, trong cái khớp xương ngón chân bắt đầu sưng lên. Rồi mình biết rồi 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 mình đã từng trải qua, tức là bị gút. Mấy năm trước thì chúng tôi bị thường xuyên, mỗi năm bị một lần, thường xuyên tức là mỗi năm bị một lần, rồi cả 2 năm, 2 3 năm qua rồi không đi nữa. Mình tưởng hết rồi, tự nhiên cái mình nằm ngủ sáng về cái nó sưng lên, rồi phải uống thuốc. Cũng may con là bác sĩ, nó biết, nó mua thuốc cho uống uống cũng phải mấy ngày, nó cũng đào đi cà nhắc cũng phải 5 6 ngày, nhưng mà mình chấp nhận.
À, mình có hỏi tại sao mình kỹ lắm ăn uống này, nhưng mà có thể là cái cơ thể mình suy yếu rồi, bộ máy như cái xe mình cũng như cái xe hơi chạy lâu rồi, chạy 60 70 năm rồi, bắt đầu đầu nó hư nó trục trặc. À, rồi mình hiểu như vậy, rồi một ngày nào đó thì cái xe nó cũng ngừng hoạt động, rồi mình phải sửa soạn cái tâm ý ngay từ bây giờ. À, chấp nhận như vậy. À, đây không phải là làm cho mình buồn, nhưng mà mình nghĩ như vậy đó, mình chấp nhận cái sự. À, rồi để là mình thấy nó tự nhiên rồi. À, nó sẽ xảy ra cho người những người thân xung quanh, chẳng hạn như bà thân của vợ tôi thì bà ấy cũng 80 mấy tuổi rồi, cả mấy tuần gần đây thì bắt đầu lẳng thẳng rồi, bên này qua kia nói năng lảm nhảm, ăn uống cũng không được bình thường. Thì mình biết. À, mình phải báo động với nhau, mình nói à chắc có lẽ cũng cũng gần rồi đó. À, cũng gần tới cái ngày đó rồi, bây giờ mình phải sửa soạn, nhưng mà mình không có buồn. À, mình thấy đó là cái sự thật, mặc dù mình thương, mình muốn cái người đó ở hoài với mình, muốn cha mẹ ở hoài với mình, à, nhưng mà không có thể thực hiện được, và mình chấp nhận thôi. Mình chấp nhận, khi mình chấp nhận như vậy thì mình thấy những quý báu từng giờ từng phút từng ngày mà cái người đó còn sống. À, nó là một cái điều ích lợi của niệm chết, mà mình còn có hờn giận hay là đối xử này cái kia mà không có tốt nữa, mà mình đối xử tử tế, mình trân quý giây phút nào người đó còn sống. Và cái từ đó là mình cũng nghĩ tới bạn bè của mình không có làm hay là không có làm tổn thương ai, không có nói năng nặng nặng nề với người khác, bởi biết đâu cái người đó ngày mai họ chết. Nếu mà bữa nay mình lỡ nói nặng nề với họ, rồi ngày mai mình nghe tin họ chết thì mình sẽ thấy buồn, thấy hối hận. Rồi nếu mà mình sống tử tế với người đó, đó mình đối xử tử tế thì cái người đó có cái hết tuổi thọ ra đi ngày mai, ngày mốt thì mình cũng không có thấy buồn. Mình chấp nhận cái đó là cái sự thật. Mỗi người có cái phước duyên, cái duyên nghiệp khác nhau. Rồi là có cái thời điểm để chết khác nhau, chứ không ai giống ai. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại vấn đề này. Ông, sự thâm nhập lan tỏa khắp nơi của nỗi sợ hiện sinh về cái chết đã được Ecker giải thích như sau. Ý tưởng về cái chết, nỗi sợ hãi về nó, đặc biệt ám ảnh con người. Nó là động lực chính của mọi sinh hoạt của con người. Sinh hoạt được thiết kế phần lớn là để tránh tử vong, để vượt qua nó bằng cách nào đó, để phủ nhận rằng đó là điểm đến tận cùng của con người. À, ông phân tích ông thấy rõ ràng. À, ai là phàm nhân thì ai cũng có ám ảnh, bị ám ảnh về cái chết hết. Mặc dù mình nói mình không nghĩ tới, mình nói cho nó cứng miệng thôi, chứ thật sự trong thâm tâm là cũng bị ám ảnh. Và từ đó mà phát sinh ở những cái sinh hoạt để mà mình mong rằng mình không có nghĩ tới nó, hoặc là mong rằng mình sẽ vượt qua cái sự chết, mình không có chết. À, mình thấy mình không có chấp nhận cái sự thật đó. À, mình thấy rõ. À, nhất là trong cái thời đại quảng cáo vật chất này, mình thấy tìm những cái phương pháp để mà nói là sống thọ, sống trường sinh, ngồi thiền này kia, ăn cái chế độ này chế độ kia, hoặc là cầu sinh này nọ để được khỏe mạnh luôn luôn, để mà sống đời đời. Thì mình thấy đó, mình nhìn nhìn lại cho nó kỹ rồi là mình thấy đó là một cái sự trốn tránh. Các hậu quả của nỗi sợ chết trên nhiều khía cạnh của thái độ con người đã được nghiên cứu chi tiết trong ngành tâm lý học hiện đại, đưa đến sự phát triển lý thuyết quản lý sự khiếp sợ. Nghiên cứu về phương cách con người giải quyết nỗi sợ hãi hiện sinh về cái chết của chính mình. À, có một số các nhà tâm lý học họ họ đưa ra một cái lý thuyết, họ giải thích tại sao chúng ta như vậy, tại sao con người có cái tâm lý như vậy. À, đây là không nói gì về Phật giáo nữa, mà nói về cái tâm lý học. À, hiện đại bây giờ thì có đưa ra một cái lý thuyết, là cái đây gọi là cái Terror Management Theory. À, tức là một cái lý thuyết về cái cách quản lý cái sự khiếp đảm, sự sợ hãi, tại sao và làm cách nào để mà mình xử lý. Vấn đề cơ bản có thể được tóm tắt như sau: sự sợ chết bắt nguồn từ bản năng tự bảo tồn mà con người chia sẻ với các loài thú vật khác. Là mình thấy đó, nó là một điều hiển nhiên thôi. Mình là một trong những loài thú vật, loài thú animal, con người, thì có loài thú nó sợ chết, mình sợ chết, tức là mình muốn sinh tồn hoài hoài, cái tự sinh tồn.
ra mình cũng không không nên trốn tránh cái sự thật đó, không nên tự lừa dối mình. Đó là một cái bản năng tự vệ của con người. Mặc dù chúng ta có cùng chung nỗi sợ hãi này với các loài thú khác, chỉ có chúng ta là nhận thức được rằng cái chết không thể nào tránh khỏi. Có nghĩa là bản năng tự bảo tồn của chúng ta chắc chắn rồi cũng sẽ không kéo dài được. Sự kết hợp mong ước tự bảo tồn với nhận thức về cái chết không thể tránh được tạo ra tiềm năng khiếp đảm đến tê liệt. Nhưng mà mình có suy nghĩ, mình khác cái loài thú là mình có suy nghĩ và mình biết rằng cái chết không thể tránh khỏi. Rồi nó tạo sự mâu thuẫn ngay trong cái tâm ý, trong trí của mình. Có thể những loài thú họ nó không, chúng nó không có biết cái chuyện, nó sợ chết. Nhưng mà nó không có biết được là không thể tránh khỏi. Là mình phải biết cái khác biệt của con người với loài thú là cái chỗ đó. Đó là mình biết được là mình sẽ chết, không tránh được. Loài thú có thể là nó mong rằng nó tránh được, nhưng mà mình biết là không thể tránh được. Bởi vì như vậy là nó tạo ra một cái mâu thuẫn trong đầu óc của mình. Một mặt thì mình muốn sống hoài hoài, một mặt thì mình biết chắc chắn là không thể sống hoài hoài được. Hai cái đó thì nó mâu thuẫn với nhau, nó làm cho mình khiếp sợ khi nói tới cái chết, hoặc là khi bàn về cái chết hoặc nghĩ tới cái chết. Tự nhiên cái tâm mình bị kích động, rồi mình sợ, mình không chấp nhận sự thật. Cái đó là mình phải hiểu. Và cái chuyện đó không phải xảy ra cho chính mình, mà khi mà xảy ra cho những người xung quanh, mình biết ai cũng chết hết, mà thí dụ như người thân của mình, cha mẹ mình, ông bà mình, hoặc là bạn bè chết, tự nhiên mình thấy rúng động liền, kích động liền. Tại sao mình lại phải kích động khi mình biết đó là cái sự thật? Tự mỗi người phải tự suy tư ha. Ngay bản thân chúng tôi cũng vậy thôi, chứ không phải là nói như là chúng tôi không có không bị kích động đâu. Chẳng hạn như nói về cái người bạn, một người bạn thân ở Việt Nam, biết anh ta bị bệnh lâu rồi, nghe đùng cái được cái email của một người bạn khác báo tin là anh ấy qua đời đột, tự nhiên cái mình thấy buồn, tự nhiên thấy kích động liền. Mặc dù nó không lâu nhưng mà nó xảy ra liền, nó một phản ứng rất là tự nhiên. Ồ, như vậy sao tiếc. Rồi tự nhiên thấy buồn buồn. Nhưng mà cái điều khác biệt là mình không có buồn lâu, mình không có tiếc nuối lâu, chút rồi thôi. Nghiên cứu về nỗi khiếp đảm đến tê liệt này đã đưa đến sự hiểu biết tốt hơn và phản ứng có vẻ sâu rộng khi con người được cho biết về cái chết của chính mình. Nghĩa là phản ứng lại bằng cách xoay chuyển chú tâm về hướng khác. Một cái điều khác nữa là khi mà mình biết rằng mình thế nào cũng chết thì mình lại không muốn nghĩ tới nó nữa. Mình đem cái chuyện khác ra để mình suy nghĩ, mình trốn tránh. Khi các ý tưởng về cái chết được đưa ra trước mắt, mỗi cá nhân sẽ phản ứng hoặc là bằng cách đánh lạc hướng bản thân ra khỏi vấn đề, hoặc đẩy vấn đề về cái chết vào một tương lai xa xôi bằng cách chối bỏ điểm điểm yếu của mình. Mình biết là mình sợ chết, thành ra khi mình nói về cái chết là mình không muốn nói, đem cái chuyện khác ra nói. Mình suy nghĩ, tức là mình chuyển hướng cái mục tiêu suy tư của mình không có muốn tìm hiểu sâu sắc nữa. Tại càng nghĩ về cái chết thì mình càng thấy sợ. Ra mình vậy thôi, mình nghĩ chuyện khác vui hơn. Hoặc là mình nói rằng đúng rồi, ai cũng chết, nhưng mà chắc có lẽ còn lâu lắm. Tôi là ăn uống đàng hoàng, sống ở môi trường sạch sẽ này kia, ăn uống tốt, không có nhậu nhẹt, không có đi chơi rồi những chỗ bậy bạ rồi này kia. Hoặc là không có đi đến những cái nơi có chiến tranh, có tai nạn xe cộ được nhiều, tôi sống ở nơi an bình, ít xe cộ này, sống tốt, môi trường tốt, chắc có lẽ tôi sống lâu lắm. Chắc có lẽ là tôi còn sống lâu. Mình thấy, hoặc là tôi nói, mở miệng ra nói về cái chết tới mấy người bạn, cái họ nói, họ nhìn cái họ nói mày cái lỗ tai của mày dài, cái tai của mày có cái vành tai dài, giống như là mày sống thọ, tức là họ bắt đầu đòi tướng số. Hoặc là mà nói mày thấy cái thân thể mày khỏe mạnh, mày sống ở bên Úc mà có môi trường tốt như vậy thì làm sao mà chết được, đại khái như vậy. Rồi làm cho mình cũng vững tin mà nói chà đúng rồi, mình sẽ chết nhưng mà chắc còn lâu lắm, khoảng 20-30 năm nữa mới chết. Tức là mình không muốn nghĩ, không cần phải nghĩ tới bây giờ, mà có lý do mình biện luận, mình ngụy biện. Nỗi khiếp đảm về cái chết nếu chưa được hóa giải đưa đến thiết lập các cơ chế phòng thủ. Trong một
Số một trong số này là đẩy cái chết và một về một tương lai xa xôi. Đây là các trường hợp ghi lại trong bài kinh của Tăng Nhất A Hàm và hai bài kinh tương đương trong Tăng Chi Bộ mà Đức Phật chê trách. Ngay cả như vậy mình thấy thầy Tỳ Khưu nghĩ tới chết tới 7 ngày, 7 ngày nữa chết chứ không phải là 7 năm 7 tháng gì hết mà Đức Phật cũng chê. Có vị Tỳ Khưu là nghĩ tới là làm sao sống trọn một ngày một đêm thôi, Đức Phật cũng chê. Nó đừng có nghĩ như vậy. Mà phải nghĩ tới cái thời gian ngắn như là ăn nuốt một miếng cơm và cái thời gian ngắn như là một cái hơi thở vào hơi thở ra chết. Khi mình nghĩ như vậy thì mình mới thấy cái sự cấp bách cần thiết là phải suy tưởng về chết thường xuyên. Một một cái phòng thủ khác phát sinh sau ngay khi nhận thức về cái chết của chính mình không còn là điểm chú tâm quan trọng nữa là như sau. Những ý tưởng về cái chết thông thường trở thành quá đe dọa nếu được chú tâm trong một thời gian dài. Một khi ý tưởng về chết không còn là điểm tập trung của chú tâm, người ta sẽ dựa vào một cái vùng niệm thành phần kép có tính âu lo văn hóa, gồm thế giới quan văn hóa và lòng tự trọng để quản lý sự hiểu biết ngấm ngầm về cái chết không thể tránh khỏi của mình. Người ta tạo ra và duy trì niềm tin và thực hành để cung cấp trật tự và ý nghĩa của cuộc sống. Các tiêu chuẩn về giá trị phải đạt đến và bảo vệ chống lại cái chết dưới hình thức của một sự bất tử có tính tượng trưng. Cái chỗ cái câu này cũng hơi khó hiểu. Cái để ý muốn nói ở đây á là khi mà mình thấy cái chết, mình suy tưởng về đó, mình thấy nó trở thành đe dọa cho mình thì mình không có muốn tập trung về cái suy tưởng về cái chết đó nữa, mà mình bắt đầu mình xoay ra, mình thiết kế một cái đường lối hay là một cái tư duy nào đó để mà mình tin rằng nếu mình theo cái đường lối đó thì mình sẽ sống lâu, sống thọ hoặc là bất tử. Mình cố gắng nghĩ tới đó để mà mình hướng tới những cái gì mà mình cho nó là không bao giờ thay đổi. Mình thấy cái để mình không còn sợ chết, không còn muốn nghĩ tới cái chết nữa. Mà mình nói là nếu mà mình đi tu theo cái đường lối đó hoặc là ăn cái theo cái dinh dưỡng đó hoặc là mình cái pháp hành đó, mình hành thiền hay là mình làm cái gì đó mà nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hoài hoài, trường sinh bất tử. Chúng tôi cũng được một vài người bạn họ tu thiền theo một cái thiền của yoga Ấn Độ hay một cái lối pháp thiền nào đó, trong không biết họ học ở đâu mới nói là nếu làm như vậy thì khỏe mạnh hoài, không có bao giờ bị đau yếu hoặc là sống sống thọ hả, không phải. Tức là dựa vào trong cái niềm tin như vậy và mình thấy rõ ràng có nhiều người bạn bây giờ cũng bằng tuổi mình, bây giờ đi về rồi tu ăn chẳng hạn rau thôi hoặc là ăn một cái chế độ nào đó, ăn chay mà ăn chay theo kiểu đặc biệt hoặc là ăn chỉ là ăn muối mè, gạo lứt muối mè đại khái như vậy. Ở đây là không muốn nói chê trách nhưng mà mình chỉ nhận xét thôi. Hoặc là mình hành thiền, mình hướng tới một cái vị thần thánh nào đó, mình chỉ niệm tới cái vị đó làm được sống khỏe an vui, được bảo vệ che chở, không bao giờ bị đau ốm này gì. Và họ đưa ra những một vài cái trường hợp thành công, tức là thấy có vẻ thành công nhưng mà không bao giờ họ nói những cái trường hợp thất bại, tức là trong cái nhóm họ cũng có người bệnh chết, không bao giờ nói, chỉ nói về những cái người mà khỏe mạnh thôi, hoặc là những người bệnh rồi một cái pháp thiền nào đó là khỏe rồi, hoặc là nhờ một cái chế độ dinh dưỡng nào đó là hết bệnh. Nhưng mà mình cũng không có kiểm chứng được, chỉ nghe như vậy thôi. Nhưng mà họ nói rất là tự, có nhiều người tin theo bởi vì trốn chạy không muốn đối diện là bệnh và chết. Theo cách này, nỗi sợ chết mở rộng nhiều cánh tay khác nhau như sinh vật đơn bào polyp, giống như con gì đó, con sớ, con ở ở ngoài biển vậy, sứa sứa ngoài biển, thiết lập và củng cố ý thức về bản sắc của mỗi cá nhân. Điều này cung cấp một bối cảnh cho sự liên hệ giữa niệm chết và giác ngộ, sự hiện thực của bất tử như ghi trong kinh văn của Phật giáo sơ kỳ. Nỗi sợ chết là có liên hệ mật thiết
mật thiết và ý thức về nhân thân Sakkaya. Vì thế một người đã hoàn toàn thấu đạt về chân lý vô ngã thì vượt qua nỗi sợ chết. Ở đây là mình không nói về cái chết. Cái chết thì ai cũng phải chết, nhưng mà cái sợ chết thì mình có thể vượt qua được. Tức là mình không còn sợ nữa, mình chấp nhận, không còn bị kích động về cái chết nữa. À, thì cái đó là cái điều quan trọng. Không phải là mình tu tập là mình không chết. Chỉ khi nào mình giác ngộ thì gọi là bất tử, tức là mình không tái sinh nữa. Cái bậc giác ngộ vẫn chết, chẳng hạn như Đức Phật hay là các ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda, Mục Kiền Liên, tất cả đều chết. Cái thân ngũ uẩn của ngài, các ngài cũng ngừng hoạt động thôi, nhưng mà các ngài không tái sinh luân hồi nữa. Thì đó gọi là bất tử, tức là khi mà đã nhập vào Niết Bàn, đạt cái trạng thái Niết Bàn rồi thì không còn chết nữa. Tức là không còn sinh thì không còn chết, còn mình thì còn sinh thì vẫn còn chết. Nhưng mà có điều mình có thể tu tập được là cái sợ chết của mình. Cái mình hiểu được cái bản thân này là như thế nào và nó hoạt động như thế nào, mà không có một cái ngã trời trường tồn ở trong đó, thì lúc đó là mình không còn sợ chết nè. Mình chấp nhận như vậy. Chấp nhận không phải là để buông tay, tức là mình đau thì mình cũng phải uống thuốc, mình cũng phải ăn uống cho nó đàng hoàng để mà khỏe mạnh, để mình có thời giờ, có tâm trí được sáng suốt, cái thân thể được tương đối mạnh để mình tiếp tục tu tập. Phải có cái nhìn thực tế, nhưng mà phải chấp nhận cái thực tế khác là ai cũng chết, ngay cả chính mình. Mình không có sợ, không có buồn, không có tiếc nuối. Liều thuốc cần thiết để chữa bệnh này thì rất đơn giản. Chú tâm vào khả năng cái chết của mình có thể xảy ra ngay tại đây, và tất cả những gì cần thiết là đem sự tử vong của mình vào nhận thức từng thời khắc trong hiện tại. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tức là mình phải chấp nhận một cách trung thực, một cách thành thực rằng cái chết của mình có thể xảy ra ngay tại đây, ngay cả lúc mà mình đang ngồi ở đây, ngồi nói chuyện hay ngồi nghe ở đây, và ngay bây giờ, chứ không phải đâu xa. Mình phải chấp nhận như vậy một cách bình thản. Và mình đem cái sự tử vong, tức là cái chất của mình ngay trong cái thời khắc hiện tại, rồi mình thấy đây mình chấp nhận như vậy. Thực hành được như thế có một hiệu ứng chuyển hóa rất đáng kể, không những cho chính mình mà còn tác động đến người khác. Như Kubler-Ross chỉ ra, nếu tất cả chúng ta nỗ lực hết lòng để quán tưởng cái chết của mình, để đối phó với những nỗi lo âu của chúng ta chung quanh khái niệm về chết, và để giúp người khác làm quen với các ý tưởng đó, có lẽ sẽ giảm thiểu được cái sự tàn phá chung quanh chúng ta. Ông ấy nói rằng nếu mà mình biết như vậy, mình niệm chết thường xuyên và mình có thể khuyến khích những người chung quanh mình niệm chết nữa, thì chúng ta sẽ không có còn cái hận thù, bớt đi cái sự hận thù. Bởi vì ai cũng chết thôi, không có sự đấu tranh. Mình sống tử tế với nhau. Bởi vì cái người đối diện của mình, hoặc là cái ông đó, bà đó, anh đó, chị đó, có thể chết ngày mai, có thể chết trong tiếng đồng hồ nó chết. Mình hận thù làm gì? Mình nặng nề với họ làm gì? Đó, nó giúp cho mình. Và mình cũng không cần phải nổi sân hay là tiếc nuối cái gì hết. Mình sống bình thản, nó giúp cho mình thấy được cái chuyện đó. Hành giả có thể áp dụng pháp hành này để đem cái chết của chính mình và nhận thức từng thời khắc hiện tại qua pháp niệm hơi thở. Trong phần kết luận tiếp theo, tôi, tức là Thầy Khu Analayo, sẽ trình bày chi tiết các hướng dẫn về pháp quán niệm hơi thở, bao gồm 16 bước thực tập. Trong trường hợp chết, sự thực hành thì đơn giản hơn. Quán niệm về mỗi hơi thở chỉ cần kết hợp chặt chẽ với nhận thức rằng thực tế là hơi thở này có thể là hơi thở cuối cùng của mình. Thì trong hết cái phần này thì có cái phần kết luận, có phần hướng dẫn, cẩm nang hướng dẫn mà chúng tôi có nói hồi nãy đó. Thì lúc đó thì Ngài Analayo mới đem cái bài kinh Girimananda ra, có 10 đề tài để chúng ta thực tập. Và trong đó có một cái đề tài về niệm có 16 bước. Nhưng mà để cho nó nhanh và đắng, khi chúng ta phải làm 16 bước như vậy thì nó hơi rắc rối. Thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ rằng mỗi cái hơi thở có thể là hơi thở cuối cùng. Thở vào, thở ra, cái ngưng, không có thở vào nữa là mình chết. Thở ra mà không thở vào là chết. Thở vào xong mà không thở ra là chết. Mình phải chỉ nhận định như vậy thôi. Và cái điều đó có thể xảy ra cho chính mình.
Thật ra mỗi hơi thở mình có là một, có thể là một cái hơi thở cuối cùng. Nên mình cũng phải nghĩ như vậy. Việc thực hành áp dụng ở đây mà tôi muốn giới thiệu có liên quan đến quán tưởng rằng cái chết của mình có liên quan đến các hơi thở vào. Như thế mỗi hơi thở vào, hành giả nhận thức rằng đây có thể là lần hít vào cuối cùng. Và với hơi thở ra, hành giả tập buông xả và thư giãn. À, cái pháp này chúng tôi, ngài Analyzo có giải thích trong một cái cuốn sách khác mà chúng tôi thực hành thấy rất là hiệu nghiệm. Cái này được người ta, bởi vì ngài là vị sư, thành thử được nhiều người được mời đến mà trợ duyên cho những người sắp chết lúc lâm chung, thì ngài thấy thấy đa phần là quán sát thấy rằng cái người mà nằm ở trên giường gần chết, họ hít vào một hơi cái tự nhiên họ ngưng lại cho họ không có thở ra rồi họ chết, hít vào cái rồi chết. À, anh chị có thể để ý quan sát thử xem. Mình thấy là như vậy. Ngày xưa bây giờ chúng tôi nhớ lại thì mẹ tôi cũng vậy. À, lúc đó bà bệnh nằm ở bệnh viện, chúng tôi đến ngồi cái bà cả đêm ngồi gần bà như vậy. Lúc đó bà không còn nghĩ tới cái gì hết, bất tỉnh rồi. Thấy rõ ràng. Cái phút chết bà hít vào tiếng cái ngưng này. Rồi là cái tâm động đồ nó ngưng hoạt động. Đo tập tim. Thấy rõ ràng như vậy. Và ngài dạy trong một cuốn sách đó là ngài dạy rằng là mình hít vào cái hơi thì mình niệm chết, có thể là hơi cuối cùng chết 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 chết. Rồi khi mình hít vào rồi mình thở được, tức là mình chưa chết, thì mình buông xả, mình thư giãn trong cái hơi thở ra. Niệm vào thì cái hơi hít vào thì mình niệm chết 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 chết. Rồi khi mình thở ra thì mình buông, mình buông xả thì mình thư giãn, buông cả. Thực tập theo cách này giúp hành giả điều chỉnh cường tâm vào niệm chết để duy trì sự cân bằng và tiến hành theo khả năng riêng của mỗi người và các nhu cầu của hoàn cảnh hiện tại. Tất nhiên là mình phải làm một cách động chứ không có làm một cách gò bó. Đôi khi ý tưởng về cái chết của chính mình có thể trở nên khá thách thức, ngay cả đưa đến sự sợ và kích động. Nếu sự kiện này xảy ra, hành giả chú tâm ghi nhận hơi thở ra và buông xả. Điều này giúp tâm an định. Có khi pháp hành trở nên trì trệ và nhàm chán, có nghĩa là sự kiện về cái chết của chính mình không có thật sự có ấn tượng sâu đậm trong tâm. Lúc ấy, hành giả chú tâm nhiều hơn về hơi thở hít vào, nhận thức rằng đây có thể là lần hít vào cuối cùng rồi chết. Ừ. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của sư mà mình thấy rất hay. Tức là không phải ai cũng giống ai đó. Cái hoàn cảnh khác nhau, khi mình trong cái cuộc sống mình khác nhau. Khi mình hành thiền, mình niệm chết theo cái hơi thở. Nếu mà mình cứ niệm hít vào cái mình niệm chết 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 chết, hít vào chết 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 chết, nhưng mình cảm thấy mình sợ, cái tâm mình nó không có bình yên, nó kích động, thì lúc đó là mình đừng có niệm nói nhiều. Nhưng mà mình chú tâm vào cái hơi thở ra, tức là buông, rồi mình thở ra cái buông, mình thở ra cái buông, tức là mình buông xả đi. Tự nhiên cái tâm nó an định chứ không nghĩ tới cái hơi thở vào, mà chỉ nghĩ vào cái hơi thở ra là mình buông xả thư giãn thôi, làm cho cái tâm nó an định lại. Rồi trường hợp ngược lại, khi mà mình hít vào thở ra một thời gian, một cái lúc đó tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ, thấy chán, thấy nó không có gì hết trơn, không có tác động gì hết trơn, không có ép phê gì hết đó. Rồi mình bắt đầu mình nghĩ tới chuyện khác. Như vậy là cũng không được. Khi mà mình thấy chán như vậy thì mới rồi mình chăm chú vào cái hơi thở vào, chết 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 chết, mình niệm như vậy á, theo hơi thở vào, khi mình thấy kích động trở lại, kéo cái tâm mình trở lại, thật sự đây là cái hơi thở hít vào, có thể mình không thở ra nữa, rồi mình cố gắng mình sống tận hưởng cái hơi thở vào trước khi mình chết. Và mình phải du di, phải linh động theo từng trường hợp khi mình ngồi thiền mà theo dõi hơi thở. Chắc chắn là chúng ta sẽ hít vào một hơi cuối cùng rồi chết, không sớm thì muộn. Và chắc chắn rằng thời điểm chết càng lúc càng tiến gần hơn với mỗi hơi thở. Do đó, hơi thở hiện tại, nếu không phải là hơi thở cuối cùng, chắc chắn là một hơi thở mang ta đến gần hơn với cái chết. À, cái điều đó là cái điều rất là hay. Tức là mình phải nhận thức rằng, rồi đó, khi mình hít vào một hơi rồi mình chết rồi. À, không biết chết lúc nào nhưng mà cái lúc đó nó sẽ xảy ra.
Và nếu mà mình hít vào rồi mình chưa chết thì mình biết rằng nó đã mất thêm một hơi thở nữa rồi, cái tuổi thọ mình ngắn lại rồi. Càng ngày nó càng càng tiến gần đến cái cửa tử, càng ngày càng tiến gần tới chết với mỗi hơi thở. Mình thở vào thở ra thì mình hết mất một hơi thở rồi, tức là mình cái tuổi thọ mình ngắn lại một hơi thở rồi. Các anh chị có nắm vững chỗ này không? Là mình thấy nếu mà cái hơi thở mình nếu không là hơi thở cuối cùng thì là một cái bước tiến thêm tới cửa tử, tới cái chết. Và cái điều đó là cái điều tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người chúng ta, không ai tránh khỏi được. Mình phải hiểu, không có trốn tránh được. Không thể nghi ngờ rằng sớm hay muộn gì ta cũng sẽ hít vào một hơi thở cuối cùng. Và cũng chắc chắn rằng cái này càng lúc càng tiến gần hơn với từng hơi thở. Do đó, hơi thở hiện tại, ngay cả khi không phải là hơi thở cuối cùng, chắn là ở tiến gần hơn với cái chết. Cái điều này rất là hay, chúng tôi rất là tâm đắc với câu này. Chúng ta hay nói ra, nhiều khi mình không nghĩ tới, mình nghĩ từng ngày. Một ngày mình sống qua một ngày rồi thì mình biết là nó thêm một bước tiến tới cửa tử. Bởi vì cái tuổi thọ mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Một ngày qua đi tức là mình làm mất đi một phần của cái quỹ thời gian, mình tiêu xài hết một phần của quỹ thời gian của mình trong những ngày tháng còn lại. Thật ra mình trân quý từng ngày mình sống như vậy, sao cho có, làm sao mình sử dụng cho có lợi lạc, cho có ý nghĩa. Và nếu mà được hơn nữa, tưởng nhất là mình sống theo từng hơi thở. Cái này là cái lý tưởng, ngay cả bản thân chúng tôi cũng không đạt được. Cố gắng trong những cái lúc mà mình tâm mình an tĩnh, mình không có làm gì hết, hoặc là lúc hành thiền, thì mình cố gắng mình theo dõi, mình biết, mình thở vào. Rồi hôm trước chúng tôi có chia sẻ trong Facebook mấy năm trước, rồi chúng tôi có nhắc lại là chúng tôi niệm chết theo hơi thở, theo lời khuyên của ngài Analayo, là khi mình thở cái mình niệm chết 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 chết, tức là mình niệm ở trong tâm như vậy đó, là mình kéo cái tâm mình về, mình biết là có thể là hít vào là rồi là mình chết. Rồi khi mình thở ra là mình biết mình chưa chết thì mình buồn buồn buồn, tức là nói cho mình là mình không có nên nắm bắt cái gì hết thì chết rồi đâu đem theo được gì đâu. Thành ra mình niệm chết 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 rồi buồn, chết 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 rồi buồn, chết 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 rồi buồn, theo hết vào hết ra như vậy. Thì tùy tùy theo mỗi người, đây là cái pháp hành riêng của chúng tôi dựa theo cái lời khuyên của ngài Analayo mà chúng tôi thấy có hiệu nghiệm. Lúc giúp giúp cho mình kéo về thực tại, mình rõ ràng như vậy. Rồi cái câu cuối cùng, kết luận của ngài là mỗi hơi thở gần với cái chết, mỗi hơi thở gần hơn với cái chết, mỗi thở gần hơn với cái chết. Thật sự ra là tiếng Anh của ngài ngài dùng rất là hay. Every breath closer to death, every breath closer to death, every breath closer to death. Và là mỗi hơi thở, every breath closer, tức là gần hơn, to death, với cái chết. Nghe nó có âm điệu hơn. Tiếng Anh chúng tôi chưa có biết dịch ra tiếng Việt làm sao cho nó tương đương. Đang suy nghĩ đọc tiếng Anh để mình hiểu cái ý của ngài, đưa ra giống như một cái câu như vậy. Mình niệm mà có vần, nghe trong tiếng Anh có vần every breath closer to death, every breath closer to death, every breath closer to death. Các anh chị nào quen tiếng Anh rồi, anh nói tiếng Anh rồi, có thể đọc cái câu đó ra thấy thấy vui và thấy có vần nhưng mà có ý nghĩa. Và như vậy thì chúng tôi xin chấm dứt cái lời buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng có lời xin lỗi là chúng tôi vào room hơi trễ. Và cũng bài nói chuyện này hơi dài ra, cứ bữa nay đi trễ khoảng 15 phút. Cũng mong quý chư Tổ Đức Tăng Ni và quý anh chị thông cảm, thứ lỗi cho. Bây giờ thì xin đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tín ngọ hầu vô sinh.
Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi thành kính xin tri ân quý chư tăng ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh Tĩnh Ngộ và các anh chị khác đã giúp cho room được sinh hoạt tốt đẹp. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin chúc tất cả quý anh chị, quý vị và gia đình được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kiếp cho